Sáng nay, mùng 9 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế với chủ đề cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 30 điểm cầu ở các bộ ngành và tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Khoảng 800.000 doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh và người dân cả nước có thể theo dõi sự kiện trọng đại này. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước những thách thức trên toàn cầu do đại dịch COVID-19, các bộ ngành trung ương, các doanh nghiệp cần tập trung hơn nữa vào các giải pháp nhằm tái khởi động nền kinh tế. Phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, chứ không phải như dự báo của các tổ chức quốc tế là khoảng 2,55%. Đặc biệt, phải giữ kiểm soát lạm phát dưới 4%. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian tới, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy 5 mũi đột phá để tăng trưởng phát triển, vượt qua khó khăn giai đoạn này. Đó là thu hút đầu tư tư nhân, thu hút FDI, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Để hiện thực những yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu doanh nghiệp cần nỗ lực đóng góp vào phát triển kinh tế hình chữ V, chứ không phải hình chữ U hay chữ V kép. Bên cạnh đó, các bộ ngành phải sắn tay cùng với địa phương phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có 6 đề nghị. Thứ nhất, mong muốn các doanh nghiệp yêu Tổ quốc. Thứ hai, cần đoàn kết, mất đoàn kết là tự làm yếu mình. Thứ ba, không nản chí là tự bỏ cuộc. Thứ tư, năng động, quyết đoán, thụ động lưỡng lự là mất cơ hội. Thứ năm, sáng tạo, thiếu sáng tạo là tự thụt lùi. Thứ sáu, có niềm tin, tự mình chối bỏ mình nếu không có niềm tin. Thủ tướng khẳng định, sau thời gian giãn cách xã hội, đây là cơ hội trăm năm cho doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp trong nước. Nếu không nắm bắt được cơ hội, doanh nghiệp nước ngoài sẽ lấy đi. Sau khi nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia, các bộ ngành, địa phương sẽ trả lời các kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt nêu những hỗ trợ đối với doanh nghiệp. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền đi thông điệp Chính phủ Việt Nam và các cấp chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và phục hồi nền kinh tế. Đây được coi là hội nghị riêng hồng trong bối cảnh nền kinh tế như lò xo nén lại do đại dịch COVID-19 và nay đang chờ bật lên, tái khởi động khi dịch bệnh đã được cơ bản đẩy lùi tại Việt Nam. Thưa quý bạn, chưa có thời điểm nào vấn đề nâng cao tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch lại được quan tâm như lúc này ở tỉnh ta. Điều này đang phản ánh đúng xu thế phát triển ở những vùng nông thôn, khi Nam Định là một trong hai tỉnh trên cả nước về đích nông thôn mới. Nhân sự kiện tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Chương trình sự kiện trong tuần hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch số 35 KHUBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Theo đó, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2020, có thể kéo dài đến chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 28 tháng 8 và lồng ghép với ngày môi trường thế giới với chủ đề nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thưa quý các bạn, khách mời trong chuyến hôm nay là ông Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Thưa ông, chủ đề hôm nay chúng ta nói đến đó là nước sạch nông thôn. Hiện nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh thì tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch là đạt thấp. Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Theo tôi có một số nguyên nhân chính như sau. Thì thứ nhất là sau cái chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kết thúc vào năm 2015. Thì nguồn vốn đầu tư từ chương trình này ở ngân sách trung ương đã không còn và
nguồn vốn này từ ngân sách địa phương là cũng không được bố trí, nên là nguồn vốn đầu tư cho những dự án nước sạch nông thôn là hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả thực hiện cái chủ trương xã hội hóa lĩnh vực cấp nước nông thôn của tỉnh. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì các nhà đầu tư triển khai các dự án nước sạch ở trong tỉnh là rất là chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch Ủy ban dân tỉnh giao. Trên địa bàn tỉnh Nam Định thì là có 10 dự án nước sạch nông thôn. Các dự án là theo kế hoạch được Ủy ban tỉnh phê duyệt thì sẽ vận hành vào trong năm 2020. Nhưng mà tuy nhiên thì đến nay là chỉ có 3 dự án là thực hiện đảm bảo kế hoạch, còn lại là 7 dự án là thực hiện tiến độ rất chậm. Và nguyên nhân các dự án thực hiện chậm chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư dự án nước sạch này là rất lớn và thời gian thực hiện thì lại đòi hỏi rất khẩn trương, mà nhà thầu thì huy động nguồn vốn đầu tư là gặp rất nhiều khó khăn. Và một số dự án đầu tư thì nhà đầu tư không an tâm đầu tư do nhân dân trên địa bàn là sử dụng nước sạch rất hạn chế. Thứ ba, nhiều công trình đã hoàn thành trên 2 năm nhưng tỷ lệ đấu nối mới đạt rất thấp, và hiện nay là có trên 20 xã là mặc dù là năng lực cấp đảm bảo 100% nhưng tỷ lệ đấu nối là mới đạt 70%, trong đó có nhiều xã thuộc các huyện ven biển là chỉ đạt từ 10 cho đến 20%. Và nguyên nhân người dân chưa đấu nối sử dụng nước sạch là một phần là do thói quen sử dụng nước mặt, nước mưa, nước giếng khoan từ lâu đời tại các địa phương, và bên cạnh đó thì cũng còn nhiều cái hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế là rất khó khăn. Tỉnh ta đặt mục tiêu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Kết quả này đến nay như thế nào thưa ông? Liệu cuối năm nay chúng ta có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không ạ? Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh ta thì đã có là 53 công trình nước sạch tập trung mà đang vận hành và đảm bảo cấp nước cho 147 trên 207 xã thị trấn ở khu vực nông thôn. Và đồng thời trên địa bàn cũng đang triển khai 10 dự án nước sạch nông thôn và do các doanh nghiệp đầu tư. Và 10 dự án này thì cấp nước sạch đảm bảo cho 60 xã thị trấn còn lại. Và đến hết năm 19 thì tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đã đạt là 75,6%. Và nhiệm vụ của năm 2020 là tiếp tục nâng cái tỷ lệ người dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch lên thêm là 24,4%. Và để thực hiện nhiệm vụ này, những năm vừa qua thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, các ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp với các nhà đầu tư cũng như là các chủ đầu tư các công trình nước sạch nông thôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nước sạch, và đồng thời quyết liệt chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sử dụng nước sạch để đạt mục tiêu là 95% người dân nông thôn được cung cấp nước sạch vào hết năm 2020. Tại các vùng nông thôn hiện nay, phần đa người dân đều sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt và ăn uống, trong khi đó nguồn nước ngầm đang bị xâm hại bởi những hóa chất độc hại từ việc sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Riêng đối với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tùy vào tình hình sâu bệnh, ước tính mỗi năm tỉnh Nam Định sử dụng khoảng từ 500 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại, trong đó khoảng từ 10 đến 12% lượng thuốc ngấm trực tiếp vào đất và nước ngầm, nguy cơ ô nhiễm là hiện hữu. Cái việc sử dụng nguồn nước ngầm mà gọi là qua giếng UNICEF bây giờ thì không đảm bảo. Và đây cũng là một cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh ung thư. Trên cái cơ sở đó thì ngành y tế cũng đã có cái đề cập với lãnh đạo địa phương là có cái sự quan tâm và làm sao là bàn để rồi từng bước đưa cái nước sạch và sử dụng cho người dân. Ngoài bị ô nhiễm, nguồn nước ngầm còn đang bị suy giảm về trữ lượng do việc gia tăng số hộ dân ở khu vực nông thôn khai thác sử dụng nguồn tài nguyên này. Tại nhiều địa phương diễn ra tình trạng khai thác vượt quá trữ lượng của một số tầng chứa nước, gây nên hạ thấp mực nước, ước tính mỗi năm mực nước ngầm tụt sâu thêm 60-70cm. Hiện tại bây giờ khoan tầm hơn phải tầm 140m thì mới tạm dùng được. Còn tầm như chúng tôi ngày xưa 90-100m là dùng rất là vất vả. Giờ phải dùng máy hai đầu, máy gần 2.000 đấy, 1.800 mới đẩy được. Nếu bình quân một máy này, nếu tách riêng ra một máy này nó phải tầm cỡ độ hơn 200.000 đấy. Lo ngại trước việc sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành nghị quyết, chương trình hành động phấn đấu đến năm 2020 có 95% tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, và đây cũng là điều mong mỏi của phần đa người dân nông thôn.
Theo ông, để hoàn thành kế hoạch 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch trong năm nay thì các ngành, các địa phương phải tập trung vào những giải pháp gì ạ? Thứ nhất là đối với 10 dự án nước sạch đang triển khai thì các nhà đầu tư công trình nước sạch là phải hết sức tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương thi công hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh. Tiếp theo là Ủy ban dân các huyện là phải quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban dân các xã, các thị trấn và tích cực giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tổ chức thi công, và đồng thời là phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch. Và bên cạnh đó thì khu vực nông thôn thì còn có rất nhiều hộ gia đình là khó khăn về mặt kinh tế, không đủ kinh phí để đầu tư đấu nối sử dụng nước sạch, nên là cũng đề nghị Ủy ban dân huyện, các huyện là tích cực chỉ đạo đôn đốc ngân hàng chính sách tại địa bàn tạo điều kiện để người dân được vay vốn từ nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thưa ông, là tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 có chủ đề là nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Tỉnh ta đã có những giải pháp cụ thể nào để hưởng ứng chủ đề của tuần lễ nước sạch năm nay thưa ông? Thứ nhất là tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và treo các biểu ngữ áp phích với thông điệp hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, phân phát tài liệu tờ rơi với mục tiêu nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương, ở các cơ quan công sở, nơi công cộng. Và thứ hai là tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại các địa phương nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Và thứ ba là tuyên truyền vận động cộng đồng làm công tác vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh tại hộ gia đình, kết hợp tuyên truyền về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Và thứ bốn là đôn đốc các chủ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đảm bảo theo kế hoạch Ủy ban dân tỉnh đã giao. Và thứ năm là tăng cường công tác kiểm tra quản lý vận hành, khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn và kiểm tra giám sát chất lượng nước của các công trình để đảm bảo cấp nước thương phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Và thứ sáu là Ủy ban dân tỉnh cũng đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là Ủy ban dân các huyện, thành phố và theo chức năng nhiệm vụ là có trách nhiệm tuyên truyền hưởng ứng hiệu quả cái tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Vâng, thưa ông, có thể thấy thì khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước sạch ở khu vực nông thôn hiện nay là đầu tư tuyến ống dài. Người dân vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa cùng với nước máy. Để đạt mục tiêu 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2020 thì đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, các địa phương và người dân. Một lần nữa xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Sản lượng thủy sản của toàn huyện Hải Hậu trong tháng 4 năm 2020 đạt 3.210 tấn. Người trồng dưa lê tại xã Nam Dương, huyện Nam Trực đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập bình quân đầu người của xã Nam Phong, thành phố Nam Định đạt 55 triệu đồng một năm. Tháng 4 năm 2020, sản lượng thủy sản của toàn huyện Hải Hậu đạt 3.210 tấn, trong đó khai thác đạt 2.704 tấn, nuôi trồng đạt 506 tấn, giá trị sản lượng thủy sản đạt gần 26 tỷ đồng. Để các vùng nuôi thủy sản tập trung phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Hậu căn cứ vào các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức rà soát quy hoạch chuyển đổi diện tích đất trũng sản xuất nông nghiệp khó khăn làm muối kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Vận động các hộ trong vùng nuôi liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, dịch vụ để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung. Đặc biệt, tại các vùng nuôi tôm công nghiệp, huyện Hải Hậu hiện có gần 2.400 ha nuôi trồng thủy sản.
trong đó có trên 1.800 hectare nuôi nước ngọt và gần 460 hectare nước mặn lợ. Các diện tích nuôi thủy sản tập trung thành các vùng lớn, chủ yếu ở các xã Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Triều và Hải Hòa. Từ nay đến hết năm 2020, huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, xây dựng đồng bộ các công trình thủy lợi, điện đường giao thông đáp ứng yêu cầu sản xuất. Là địa phương được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thổ nhưỡng, đồng đất ở xã Nam Dương, huyện Nam Trực, thích hợp với việc trồng dưa cho quả ngọt được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Vụ dưa năm nay, xã Nam Dương trồng trên 35 hectare dưa các loại, trong đó chủ yếu là dưa lê và dưa hấu. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, thời tiết diễn biến bất thường, lại thêm dịch bệnh hại cây trồng, khiến người trồng dưa lê tại Nam Dương đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Đã có kinh nghiệm gần chục năm trồng dưa, ông Vũ Văn Bốn ở xã Nam Dương, huyện Nam Trực cho biết, hàng năm vào thời điểm này đã có hộ cắt bán được cả tấn dưa lê. Năm nay thời tiết không ủng hộ, các hộ trồng dưa lê dù đã canh tác lại nhiều lần nhưng cây dưa lê chỉ phát triển được một thời gian ngắn lại bị vàng lá, xoăn ngọn rồi chết héo. Dưa sắp đến kỳ thu hoạch phải cắt bỏ ngay tại ruộng. Hiện nay có coi như hộ coi như khoảng 4 đến 5 sào cứ trồng xong giải áo mưa tinh tươm mà đã phải rốc đi hết. Bởi vậy nên là họ cứ mua giống lần nữa lại đặt lại. Vì bây giờ nếu không đặt dưa thì biết đặt cái gì bây giờ. Đưa cây khác vào thì không bán được. Mà nó không đúng của nó, rau thì không bán được. Mỗi năm chỉ trồng được một vụ dưa lê. Sau 3 tháng vất vả chăm bón, nếu thời tiết thuận lợi, nông dân xã Nam Dương thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một sào. Vụ dưa năm nay, khoảng 70% đến 80% diện tích trồng dưa lê đã bị mất trắng. Nhiều hộ đã trồng dưa hấu thay thế, những mong gỡ gạc được phần nào công sức đầu tư vào ruộng dưa. Dưa hấu thì nó đang ở cái thời điểm nó đang đậu. Đang đậu thì là cái thời tiết nếu như nó mưa nhiều thì nó không đậu được. Mà nó sẽ bị đuôi đi. Thế còn cái lớp muộn này đang còn chờ cái thiên nhiên nó phụ thuộc thì nó sẽ giúp cho mình có được hay không. Thì cái phụ thuộc vào cái thời tiết. Chất liệu dưa này ngon, dưa này rất cát, nhưng còn cái chất đất này dưa ăn nó ngọt. Hôm nay là bà con là chịu thiệt nhiều đấy, nên là họ nắm nhà họ chán. Gần chục năm trở lại đây, cây dưa lê và dưa hấu đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Nam Dương. Sau mỗi vụ dưa thành công, nhiều gia đình lại mở rộng thêm diện tích trồng loại cây đặc sản này. Tuy nhiên, dịch bệnh trên cây trồng cùng đầu ra cho sản phẩm luôn là nỗi lo thường trực của các hộ trồng dưa ở đây. Mặc dù mang lại nguồn thu nhập cao hơn nhiều so với trồng các loại rau màu khác, nhưng mô hình trồng dưa lê và dưa hấu tại xã Nam Dương vẫn mang tính tự phát, chưa được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung. Để cây dưa lê trở thành cây đặc sản của địa phương và phát triển bền vững, thời gian tới Ban Nông nghiệp xã cùng Hợp tác xã Nam Dương cần xây dựng vùng quy hoạch trồng dưa, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ trồng dưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, cũng như tạo dựng thương hiệu, liên kết sản xuất tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Đến thời điểm này, diện tích chuyển đổi của xã Nam Phong, thành phố Nam Định đã tăng lên gần 140 ha, thu nhập bình quân từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng một ha một năm. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng một năm. Với trên 1.110 hội viên, chiếm 73% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân xã Nam Phong, thành phố Nam Định ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ dám làm giàu chính đáng. Ngoài cây quất cảnh đã trở thành cây làm giàu của nhiều hộ nông dân ở Nam Phong, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Nhiều hội viên nông dân trong xã còn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học công nghệ mới, trồng các loại hoa có giá trị kinh tế cao. Thu nhập từ trồng quất và hoa của người dân Nam Phong chiếm tới 70% tổng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đến nay xã Nam Phong đã thành lập được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể như tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Mỹ Tiến, hợp tác xã sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh Nam Phong. Thông qua mô hình hợp tác đã tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà đầu tư, người sản xuất, nhà khoa học và thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Liên đoàn Lao động huyện Vụ Bản phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.
Được sự hướng dẫn tận tình về chuyên môn của các cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vừa qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực nhằm nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm của đơn vị, thực hiện tốt các công tác lấy mẫu, bảo quản mẫu, xét nghiệm trên hệ thống máy real-time PCR. Với những kết quả đạt được, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Đây là bước tiến mới khẳng định năng lực xét nghiệm được nâng cao của Trung tâm, không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, mà còn là tiền đề để Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục phát triển có hiệu quả hơn nữa các kỹ thuật xét nghiệm khác như xét nghiệm khẳng định HIV, viêm gan B, viêm gan C, góp phần quan trọng trong việc tầm soát, kiểm soát bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Vụ Bản đã chủ động và phối hợp với các ngành chức năng của huyện, của tỉnh thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện Vụ Bản đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể người lao động thống nhất với người sử dụng lao động xây dựng các nội quy, quy chế, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp, thỏa ước lao động tập thể, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động, hướng dẫn giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kết quả đến nay, có 100% người lao động trên địa bàn huyện Vụ Bản được ký kết hợp đồng lao động, trên 80% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm có 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức và từ 70 đến 80% đơn vị khối sản xuất kinh doanh tổ chức hội nghị người lao động, doanh nghiệp xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 65%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn